giả Lão Pháp Sư Tịnh Không Tập 93 Các vị đồng học Xin chào mọi người Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục Trả lời các vấn đề Của các đồng tu Vấn đề thứ nhất Vị này hỏi là thế nghiệm Thấy việc dụng công học Phật Có ma chướng Là sư việc Vô hình Xin hỏi sư phụ Đến lúc nào thì ma mới rời đi Không có chướng ngại chúng ta nữa Ma chướng là nhất định có Ma là từ đâu mà có vậy Bạn nói đây là việc vô hình Vô hình có hai chữ Hay nói cách khác Bạn sẽ không nhìn thấy Bạn cũng không nghe thấy Bạn cũng không tiếp xúc được Nhưng mà nó thật sự gây ra được chướng ngại đối với bạn Một loại ma là từ chính mình mà ra thế tôn ở trên kinh bác đại nhân giác đã nói với chúng ta ma có bốn loại lớn ngủ ấm ma phiền não ma đều là từ trong ý thức của bản thân chúng ta mà sản sinh ra đây là thuộc về nghiệp chướng cũng chính là từ vô lượng kiếp đến nay chúng ta đã tự mình tạo ra rất nhiều rất nhiều nghiệp bất thiện mới có cái hiện tượng này đây là năm mươi loại ấm ma mà kinh lăng nghiêm đã nói năm mươi loại này phân phối ở trên sắc thọ tưởng hành thức mỗi một cái thì phật nói 10 loại tổng cộng là năm mươi loại đều là thuộc về bên trong loại thứ hai là oan gia trái chủ việc này chính là thuộc về bên ngoài oán thân trái chủ là từ đâu mà đến cũng chính là từ trong đời đời kiếp kiếp đã kết oán thù với vô vàn chúng sanh sự việc này rất là phiền phức số lượng quá nhiều quá nhiều rồi số lượng không cùng tận lần trước chính là mấy ngày trước đây pháp sư minh hư nói với tôi ông nói lão hòa thượng trên núi của ông có định công những thứ trong thế giới vô hình ông có thể nhìn thấy được những gì ông ấy nhìn thấy chính là oan thân trái chủ của mỗi một người đều xếp thành hàng rất dài đều không thể nào nhìn thấy được người đứng ở cuối hàng những lời này tôi suy nghĩ thấy có thể tin trong một đời thôi mà đã kết oán với những chúng sanh này đã không biết là bao nhiêu rồi huống hồ là đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp đến nay bạn làm sao lại không có oán thân trái chủ được chứ khi bạn tu hành mà không có công phu thì họ không có gì để nói những người này sẽ đợi bạn khi bạn đang có thời vận tốt họ không đến nhưng khi vận hạn của bạn suy rồi họ sẽ đến gây phiền phức sẽ đến báo thù do đây có thể biết đời người tại thế gian này Nhất định không nên gây thù chuốc oán với chúng sanh Được như vậy thì xem như là bạn rất thông minh rồi Bạn nhất định phải có sự cảnh giác cao độ Cho dù gặp phải một số sự việc không như ý Thì cũng phải có công phu nhẫn nại Quyết không khởi tâm oán hận Đem cái oán thù này hóa giải Oan gia nên giải không nên kết kết oán thù không có gì tốt cả sau cùng vẫn là tự gây phiền phức cho chính mình cái phiền phức này đời, đời đời kiếp kiếp không ngừng dứt vô cùng đáng sợ đời người tại thế gian này rất ngắn tạm có gì mà phải trở ngại gây khó khăn với nhau chứ phật ở trên kinh nói rất hay phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng giảng pháp dây không nhân quả bất không cho nên cần phải buông xuống không nên chấp trước vậy thì ma chướng của bạn liền ít đi trước mắt khi chúng ta dụng công gặp phải những cảnh giới này phật cũng dạy cho chúng ta làm thế nào để giải quyết những vấn đề này trên kinh lăng nghiêm nó rất hay khi cảnh giới hiện tiền không nên tìm cách lý giải nó công phu cứ dụng công miên mật như vậy không thể gián đoạn cái ma này liền rời xa thôi bất luận là ma dùng phương thức gì đối với bạn mà bạn có phản ứng vậy thì thế lực của ma lớn nếu bạn không có phản ứng thì nó liền đi mất vì nó dùng pháp thuật này đối với bạn không có hiệu quả tôi năm xưa ở san francisco có một tỳ kheo ni xuất gia bị một người ngoại đạo dùng pháp thuật sau khi tiếp xúc với người này trở về thì cảm thấy trong người không được khỏe đau đầu vào lúc này bà nhận được một cú điện thoại người ấy nói là bà hiện tại có phải là đang đau đầu hay không bà lập tức cảnh giác được đây là người ta đang dùng pháp thuật với mình bà liền trả lời đâu có đâu có tôi đang rất khỏe mà pháp thuật của người đó liền không linh nghiệm nữa cho nên nếu bạn không tiếp nhận thì họ đành phải đi thôi bạn mà tiếp nhận thì sẽ liền khởi tác dụng cho nên trên Kinh Lăng Nghiêm nói Khi cảnh giới hiện tiền Bạn mặc kệ nó Là cảnh giới tốt Bạn mặc quan tâm đến nó Để ý nó Thì thành cảnh giới ma Cho nên ý niệm đều không thể sanh Căn bản không để ý đến gì thì tốt Không những Không để ý đến cảnh giới ma Mà cảnh giới Phật cũng không nên để ý nếu bạn thường hay ưa thích cảnh giới phật thì ma sẽ biến cảnh giới phật ra để dụ hoặc bạn để lừa gạt bạn bạn liền bị mắc lừa cho nên dù phật cảnh hay là ma cảnh thì hết thảy đều không để ý nhất định y theo giáo huấn của kinh điển mà dụng công cho thật tốt Đây có một vị tiểu bằng hữu tên là Hoàng Khải 15 tuổi Cậu bé nói suốt 4 năm cả ngày niệm Phật Lên lớp đi học đều niệm Đi ngủ cũng niệm Thức dậy cũng niệm Ngày đêm đều như vậy Xin thỉnh hỏi sư phụ khai thị cho con Là nên niệm Phật như thế nào còn niệm như vậy là quá tốt niệm rất tốt quan trọng là phải đọc kinh nhiều đọc thêm nhiều một chút hiểu được nghĩa thú kinh điển thì công phu niệm phật như vậy sẽ càng đắc lực càng tốt hơn Còn đây là vương cư sĩ ở Bắc Kinh Cha của ông Đã niệm Phật Giảng Sanh Ngày 13 tháng 12 Hôm nay có mang đến một ít linh cốt Muốn cúng dường cho thôn Di Đà Và Singapore Việc này thì hãy thỉnh giáo với cư sĩ Lý Mộc Nguyên của cư sĩ Lâm Xem có thể nào cúng tại niệm Phật đường Lầu Ba của cư sĩ Lâm hay không Lầu Ba ở đó họ đang cúng bài gì Hỏi xem là có được cúng cho cốt hay không Bạn cứ đi hỏi ông ấy tôi không rõ lắm Tình hình này tôi không được rõ cho lắm còn gì đồng tu này hỏi là anh có một vấn đề nói là anh thường hay gặp một số người học phật vừa mở miệng liền nói hết thảy đều tùy duyên lời nói thì không sai nhưng vấn đề là trong trường hợp nào thì gọi là tùy duyên trong tình huống như thế nào thì không thể tùy duyên có người Tham sân si rất nặng Đây có phải là cũng có thể tùy duyên hay không? Đại khái là hỏi như vậy Bạn nêu ra Cái vấn đề này rất hay Nhà Phật thường nói Từ bi làm gốc Phương tiện làm cửa Phương tiện chính là tùy duyên bồ tát phổ hiền đã dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức đều là tùy duyên tùy duyên phải có trí huệ không thể nào tùy theo cảm tình tùy thuận cảm tình thì đã đi ngược lại rồi cho nên nhà phật có một câu nói từ bi đa hoạ hại Phương tiện xuất hạ lưu Nếu như từ bi phương tiện Là tùy theo phiền não tập khí của chính mình Thì nhất định là đọa lạc Vậy là sai lầm rồi Nhà Phật nói từ bi tùy duyên Là trí huệ Cho nên mấy ngày trước Tôi đã giảng nói với mọi người đề tài là Cách niệm Phật như thế nào Đã nói với các vị đồng học Cát Lâm Căn bản của Phật Pháp Là dụng tâm Dùng cái tâm như thế nào Để hành từ bi Dùng cái tâm như thế nào Để tùy duyên Việc này rất quan trọng Chư Phật Bồ Tát Dùng tâm chân thành Tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Tâm chánh giác Tâm từ bi Để mà tùy duyên Đây là Phổ Hiền Bồ Tát Đã dạy chúng ta nhất định không phải là cảm tình không phải là phiền não bạn có thể phân biệt rõ ràng thì bạn liền hiểu được trong trường hợp nào thì có thể tùy duyên trong trường hợp như thế nào thì không thể tùy duyên phổ hiền thập nguyện đã dạy chúng ta bạn xem lễ kính là tùy duyên. Bố thí cúng dường là tùy duyên. Nhưng mà tán thán thì không phải là tùy duyên. Tán thán thì phải xem đức hạnh của con người này. Là thiện thì chúng ta tán thán họ, là bất thiện thì chúng ta không tán thán họ. Tuy là không tán thán nhưng vẫn lễ kính ở trong cúng dường những gì cần thiết cho cuộc sống họ không có cái ăn không có cái mặt chúng ta cúng dường y thực đây gọi là tùy duyên nhất định không có phân biệt chấp trước nếu như cúng dường là tiền tài vậy thì phải xem họ dùng vào việc gì nếu họ làm việc tốt thì có thể cúng dường nếu họ làm việc xấu thì không thể cúng dường rồi nếu họ đem tiền để đi hưởng thụ ăn uống bài bạc thì bạn cúng dường họ là giúp họ tạo tội nghiệp học phật thì phải có trí huệ không thể nào làm việc bằng cảm tình ở điểm này thì chúng ta phải đặc biệt chú ý Vì đồng học này hỏi anh có mấy vấn đề có bốn vấn đề vấn đề thứ nhất là hiện tại trung quốc đại lục có rất nhiều người luyện khí công đều tự xưng là phật gia công thậm chí là những vị đại sư khí công này tự xưng là vua của vũ trụ hoặc là vị phật bồ tát nào đó tái lai đến độ chúng sanh khổ nạn ở thế gian này có rất nhiều rất nhiều người luyện công đều tham luyến ở trong đây họ cũng niệm phật nói đây chính là phật pháp chúng ta làm đệ tử phật thì phải đối diện với họ như thế nào đây việc này với đa nguyên văn hóa và hòa mục tộc quân mà pháp sư nói có liên quan hay không không có liên quan rồi những việc này là ma đạo đây không phải là phật đây là ma đây là yêu ma quỷ quái mà nhà nho hay nói lừa gạt chúng sanh nhiễu loạn xã hội ngày nay xã hội có rất nhiều thiên tai nhân họa chính là do họ đã dẫn dắt đến đây là một sự việc vô cùng đáng sợ sự việc này nếu như cứ tùy thuận mà phát triển lên thì tương lai của đất nước của dân tộc sẽ rất đáng thương rất bi thảm rồi khi tai nạn đến thì những người này cũng sẽ theo đó mà tiêu tan tôi còn nhớ lúc trước lão cư sĩ hoàng niệm tổ đã nói với tôi nói lão sư của ông là hạ liên cư trước khi giảng sanh đã nói cũng chính là nói đến thời đại này của chúng ta Nghe nói Năm thân Năm nhâm thân vừa rồi Đến năm thân kế tiếp Năm thân kế tiếp là năm 2004 Nghe nói trong 20 năm này Thế lực của ma là mạnh nhất Ma chính là chỉ cái này Thế lực của họ mạnh nhất nhiễu loạn xã hội trong khoảng thời gian này Thế giới có đại tai nạn Họ không phải là đến để cứu thế gian Mà họ là đến để làm khổ cho người thế gian Đem đến cho người thế gian không phải là phước Mà là hỏa Là tai ương Chúng ta phải nên biết Chúng ta hiểu rồi Thì cứ tự mình thật thà niệm Phật là được rồi Nhất định là không có vị Phật hay Bồ Tát nào xuất hiện tại thế gian này Đây là sự việc mà các vị đồng tu hãy ghi nhớ cho thật kỹ Vì tôn Phật kế tiếp xuất thế là Phật Di Lặc Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên kinh điển đã nói với chúng ta Phật Di Lặc khi nào thì đến vậy? 5 tỷ 670 triệu năm nữa Pháp dẫn Phật Pháp của Thế Tôn Là 12.000 năm Chánh Pháp một ngàn năm Tượng Pháp một ngàn năm đã qua rồi Hiện tại là mạt Pháp mạt Pháp là mười ngàn năm Hiện tại cũng đã trôi qua được một ngàn năm rồi Còn chín ngàn năm nữa Đây là thời mạt Pháp của Thế Tôn Nhất định là sẽ không có vị Phật nào xuất thế nữa Nếu như nói là vị Phật Bồ Tát nào đó tái lai Vậy thì đó là kẻ đại lừa gạt Nhà Phật có một cái quy củ nếu như bạn nói là Phật nào đó tái lai vị Bồ Tát nào đó tái lai Thì sẽ lập tức liền tỏa hóa Liền nhập bát niết Bàn ngay Vậy thì đó là thật Nếu như bạn nói rồi mà không chịu đi Vậy thì bạn là kẻ lừa gạt rồi Nói rồi thì lập tức phải đi Thì đây là thật Trong lịch sử Trung Quốc chúng ta thấy có Vĩnh Minh Duyên Thọ Là a di Đà Phật tái lai Lời người ta vừa nói ra Thì Ngài liền ngồi xuống và diệt độ quốc dương đến thăm ngài nói có a di đà phật đang ở đây muốn đến thăm ngài thì ngài đã đi mất bố đại hòa thượng là bồ tát di lặc tái lai ngài tuyên bố với mọi người ngài là hóa thân của bồ tát di lặc mà đến nói xong thì liền đi rồi đây là thật nếu nói xong mà không đi vậy thì là giả rồi là lừa gạt Cho nên vì sau khi gặp lại nữa Họ nói họ là Phật gì đó tái lai Thì bạn hỏi họ Vì sao họ không nhập bát Niết Bàn Những thí dụ của người xưa Những thí dụ về sự ứng hóa Của các vị Phật Bồ Tát Thì đều là như vậy Vậy thì bạn khác với các ngài rồi Bạn khác như vậy thì là giả rồi Bạn không phải là thật cho nên việc này chúng ta phải rõ ràng phải làm cho minh bạch trong nhà phật không hề có cái gọi là khí công có luyện khí công thì phật giáo tây tạng có lạc ma tây tạng thì có luyện loại khí công nhưng trong hiển giáo trung quốc thì nhất định là không có khí công việc này bạn phải nên biết Đến vấn đề thứ hai Con nghe nói thần thức khi vừa có thai Thì đã nhập vào đầu thai rồi Vậy việc này so với việc mà Pháp Sư đã nói về việc Năm hồn ma đi đầu thai làm heo Thì có mâu thuẫn hay không? Không có mâu thuẫn Đầu thai có hai loại hiện tượng Một loại là Khi thụ thai thì đã nhập vào đầu thai còn năm hồn ma kia thì không phải năm hồn ma đó đến đầu thai làm heo gọi là đoạt thai trong thế giới con người chúng ta cũng có nhưng sự việc như vậy rất ít đoạt thai là gì khi người mẹ bắt đầu có thai thì mang thai là một thần thức khác mang thai đều là bốn cái duyên báo ân báo oán đòi nợ trả nợ đại khái đều là đến để đòi nợ nếu đòi cái nợ đó mà ít nó khiến cho người mẹ mang thai suốt 10 tháng Rất ít khổ nhọc Đại khái là có một chút ân oán nhỏ như vậy mà thôi Khi vừa sanh ra thì liền chết đi Nó liền đi mất Và lúc này thì có một thần thức khác đoạt lấy thân thể này của nó Thần thức của nó đã đi rồi Thì thần thức khác liền nhập vào Đây là đoạt thai Thần thức đoạt thai này không có trải qua cái khổ của 10 tháng trong thai cho nên người này hoàn toàn nhớ rõ sự việc ngay đời trước của mình Họ có thể nhớ lại được Cho nên mới có người vừa sanh ra Thì nhớ lại được sự việc của đời trước Đó là thuộc về đoạt thai Sự việc như vậy là có Nhưng cũng không nhiều Trong đường súc sanh Thì cũng có loại sự việc như vậy Giống như năm con heo này Là nó bị đoạt thai Những con heo này sẽ nhớ rất rõ Sự việc của nó đời trước đến vấn đề thứ ba thế nào là ác hữu thí dụ như nói trong số bạn hữu đồng tu có người nói với mọi người là có một vị thượng sư mật tông ở nơi nào đó đến đây để quán đảnh cho mọi người mời mọi người mau mau đi đến hoặc là ở đâu đó có một vị pháp sư đến vị sư phụ đó đang hóa duyên xây đạo tràng mời mọi người mau nhanh chóng đến đó để làm công đức cách làm này có phải gọi là ác hữu hay không Tiêu chuẩn của ác hữu Thì không phải là ở chỗ này Mà là sự tổn hại đối với bạn Thì mới gọi là ác hữu Đối với bạn có chỗ lợi ích Thì gọi là thiện hữu Là có lợi ích Đây mới là tiêu chuẩn thiện ác Nếu như bạn chuyên tu pháp môn tịnh độ mà gặp phải một người đồng tham đạo hữu khuyên bạn đi học mật tông đây thật sự là ác hữu vì sao vậy vì đã phá hoại sự chuyên tu của bạn rồi một nơi nào đó muốn xây đạo tràng hóa duyên xây đạo tràng đạo tràng đó xây dựng xong mà chân thật là có đạo thì sự bố thí của bạn là có công đức thật sự Nếu như đạo tràng này xây xong mà không có đạo Vậy thì người đến khuyên bạn Người hóa duyên bạn đó là ác hữu Người chân thật có đạo có tu mà đến khuyên bạn Thì đó là thiện hữu Cho nên bạn xem kết quả đây là phải xem cho rõ ràng Xem cho minh bạch Hiện tại việc xây đạo tràng là vô cùng khó khăn Khó khăn ở chỗ nào vậy? Khó ở chỗ con người Ngày trước Lão cư sĩ Lý Bình Nam thường hay nói với tôi Khi xây dựng đạo tràng Đạo tràng vẫn còn chưa xây xong Mọi người đang xây dựng thì mỗi một người đều vô cùng nhiệt tình, ra tiền ra sức. Ai ai cũng là Bồ Tát. Nhưng sau khi đạo tràng đã xây xong rồi thì bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Ai ai cũng biến thành la sát. Những lời này là vô cùng có đạo lý. Tôi năm xưa ở Đài Loan Đài Loan khi đó có một thiền lâm tự xây dựng rất lớn Có mời tôi đến giảng kinh Vì thấy đó là thiền lâm tự nên tôi đã giảng thiền lâm bảo huấn Giảng chưa được nửa tháng Thì thường trú ở đó đánh nhau Tôi đành phải trở về Về đến đại Trung Và báo cáo với Lý Lão Sư Tôi hỏi phải làm sao đây Bộ kinh đó còn chưa giảng xong Thôi được rồi, không cần giảng nữa Cái đạo tràng này khi xây dựng Thì mỗi một người thật sự là tận tâm tận lực Thật sự là Bồ Tát Sau khi xây xong rồi Thì đều nói tôi đã bỏ ra số tiền là bao nhiêu bao nhiêu đó Cho nên phải để cho tôi làm chủ Còn tôi thì bỏ ra bao nhiêu tiền Vị trí lão hòa thượng trụ trì thì không dám tranh giành Vì là sư phụ của họ mà Các đồ đệ bên dưới đã đi hóa duyên Xem người nào bỏ ra bao nhiêu tiền thì muốn được phân cái chức vụ gì đó Ngày ngày tranh nhau, ngày ngày mắng nhau Đến ngày nào đó thì đánh nhau Cho nên nói đó là đạo tràng đấu tranh Phật đã nói không sai Thời kỳ mạt Pháp Đấu tranh kiên cố Tôi xem thấy tình hình như vậy Mà không khỏi giật mình Cả một đời không còn có ý niệm Muốn xây đạo tràng nữa Không có đạo tràng thì ai ai cũng là Bồ Tát Có đạo tràng thì đều trở thành La sát rồi Chúng tôi ngày nay tại Hồng Kông không có đạo tràng Thuê một nơi để giảng kinh Mọi người đều hòa thuận Chung sống rất tốt Nếu như tôi ở nơi đó đi xem vài địa điểm để mua Mua để xây đạo tràng Thì người ở đó liền sẽ tranh giành rồi Bạn xem chỉ cần đi xem vài căn nhà Vẫn còn chưa mua thì đã bắt đầu tranh rồi Vậy tôi còn cảm động được sao? Không thể cảm động được rồi những người tranh giành này, đây đều là ma, là la sát, phá hoại Phật pháp. Chúng tôi tại Hồng Kông hy vọng có một cái đạo tràng không gì ngoài việc muốn có nơi để giảng kinh niệm Phật dài lâu, nhưng hành vi của họ đã khiến chúng tôi trùng bước, họ phá hoại đạo tràng. Cái tội này nếu chiếu theo trong giới luật mà nói, thì đây là đỏ A Tỳ địa ngục Bạn là đang chướng ngại Phật Pháp Phá hoại Phật Pháp Bạn không phải là thành tựu Phật Pháp Nhưng mà do gì đã có ý niệm này Đã có biểu hiện hành vi này rồi Nên tôi không tiếp tục tiến hành làm nữa Để cho cái tội này của bạn nhẹ lại bớt Thời gian bạn đọa địa ngục sẽ ngắn đi một chút nếu như tôi thật sự ở nơi đó xây đạo tràng thì bạn sẽ đọa địa ngục vĩnh kiếp không thể ra khỏi rồi cái đạo lý này phải hiểu làm sao để xin được tư liệu của đạo tràng liêu cư sĩ ở đài loan sự việc này không khó bạn viết thư đi hỏi ông xin là được rồi ông sẽ gửi cho bạn Phía sau vẫn còn một câu hỏi là Chúng sanh vốn dĩ là Phật Chỉ là vì bị tham sân si ô nhiễm Mà thành phàm phu Câu nói này có đúng không? Nếu như câu nói này là thật Vì nếu chúng ta thành Phật rồi Tương lai có phải là cũng lại bị biến thành phàm phu nữa hay không? Bạn hỏi câu này rất hay Câu hỏi này tôi không trả lời bạn Vì Thích Ca Mâu Ni Phật đã trả lời vấn đề này rồi ở trên kinh lăng nghiêm quyển thứ tư Tôn giả phú lâu na đã hỏi một vấn đề giống như bạn đã hỏi bạn hãy xem xem thích ca mâu ni phật đã trả lời như thế nào là kinh lăng nghiêm quyển thứ tư còn có một vị đồng tu này hỏi một vấn đề anh hỏi bất luận là niệm như thế nào thì vọng tưởng vẫn cứ nổi lên cứ tiếp tục như vậy đến khi lâm chung có người trợ niệm mà có thể đề khởi được câu phật hiệu thì có phải là có thể giảng sanh hay không có thể giảng sanh hay không nhất định là ở lòng tin của chính mình niệm phật mà vẫn cứ khởi lên vọng niệm đây là hiện tượng bình thường Nếu như niệm Phật mà vọng niệm đều không có Vì thì bạn không phải là phàm phu nữa rồi Bạn là Phật Bồ Tát tái lai Còn phàm phu thì nhất định là làm không được Cho nên không nên lo sợ Vọng niệm cứ diệt cho nó khởi Còn Phật thì cứ thật thà mà niệm Không chứa ngại sự Chỉ chăm lo câu Phật hiệu Không nên lo đến vọng niệm Vì thì tốt Không nên nghĩ đến vọng niệm vọng niệm nhiều thì không nên lo chỉ cần bạn không chăm chú đến nó thì vọng niệm sẽ dần dần mà giảm bớt đi công phu sẽ dần dần được đắc lực hầu hết mọi người niệm phật mà công phu không được đắc lực chính là không buông bỏ vọng niệm cứ thường hay nghĩ đến vọng niệm của tôi nhiều như vậy càng nghĩ càng nhiều càng chăm chú nó càng nhiều vậy thì vọng niệm làm sao có thể đoạn dứt được đây căn bản không để ý đến gì thì cái vọng niệm đó liền sẽ càng ngày càng ít công phu tự nhiên liền đắc lực việc này rất quan trọng chỉ là lão thật niệm nhất định sẽ được oai thần bổ nguyện của a di đà phật gia trị vì cư sĩ này hỏi là Mong Pháp Sư khai thị cho một chút Công việc phục vụ ở phòng phát hành Và niệm Phật ở niệm Phật đường Thì công đức có như nhau hay không? Có thể nói là như nhau Mà cũng có thể nói là không như nhau Vấn đề ở chỗ là bạn dụng tâm như thế nào? Nếu như bạn làm việc Ở phòng phát hành Mà thật sự giống như Trên Kinh Kim Cang đã nói lìa tất cả tướng tu tất cả thiện thì công đức sẽ là như nhau vậy thì không có khác gì nhau nếu như không tương ưng với những gì phật đã nói vậy thì khác rồi việc này thì bản thân phải dụng công nếu như chúng ta ở trong bất kỳ trường hợp nào đều vì đại chúng phục vụ chỉ cần tâm địa thanh tịnh Nhiệt tâm giúp đỡ người khác Cái công đức này Cùng với việc niệm Phật là như nhau Thưa các vị đồng học Ngày mai Là ngày 29 Các vị khách quý từ các nơi đến tham dự lễ Cầu chúc hòa bình Thiên viên niên của chúng ta Cũng dần dần bắt đầu đến nơi đây Kể từ ngày mai Chúng ta phải dùng hết tất cả tinh thần của mình Để tiếp đón khách Đại khái có khoảng hơn 300 người cho nên bắt đầu kể từ ngày mai Cho đến ngày 2 tháng sau Việc giảng kinh Ở nơi này của chúng ta Sẽ tạm ngưng lại Tạm dừng lại 5 ngày Đến ngày 3 thì sẽ giảng trở lại Xin mọi người lượng thứ cho Tôi nghĩ là đồng tu Tịnh tông học hội và cư sĩ lâm của chúng ta trong những ngày sắp tới sẽ rất là bận rộn và còn có cục tôn giáo trung quốc sẽ đến đây hiệp hội phật giáo và còn có các lãnh đạo các địa phương cũng sẽ đến cả một số đại đức trong phật giáo họ cũng muốn đến tham quan chính đại tôn giáo của Singapore. Cho nên chúng tôi cũng đã sắp xếp thời gian để đưa họ đi tham quan. Hôm qua, cư sĩ Lý Mộc Nguyên đã nói với tôi là ngày hôm qua chính đại tôn giáo lại mở một ngày hội nữa vô cùng sôi động. Mọi người đều rất quan hỷ với hoạt động này. Những nghị quyết này Thì sang năm vẫn cứ tiếp tục làm Sang năm làm ước chừng Cũng có khoảng 10.000 người Năm nay chúng ta tổ chức đã hơn 6.000 người rồi Sang năm có thể sẽ hơn 10.000 người Cái hoạt động này Đã hình thành rồi Nghị quyết của chính đại tôn giáo Là muốn cho tín đồ của tất cả tôn giáo cuộc kinh phí dự trù sang năm sẽ do tất cả tôn giáo cùng nhau đóng góp tôi nghe nói họ tổ chức một số hoạt động nhằm gây quỹ vì rất tốt rồi những hoạt động này mà hình thành rồi mọi người có sự thích thú tốt như vậy tôi cảm thấy rất là có ý nghĩa hơn nữa đối với sự an định hòa bình của thế giới xác thực là có ảnh hưởng đây là dịp tốt chúng ta xưa nay tuân thủ theo giáo huấn của người xưa là chỉ mở ra phong khí chứ không phải muốn làm thầy chúng ta không làm dẫn đầu chúng ta khai mở phong khí sau khi phong khí đã được khai mở rồi thì để cho người khác đến làm chúng ta chỉ ở bên cạnh giúp đỡ Toàn tâm toàn ý giúp những sự tình này Làm cho được tốt Hôm nay có một vị đồng học Anh có sáu vấn đề Tôi sẽ trả lời trước Trước khi anh tỉnh tọa niệm Phật Đều đem Kinh A-di-đà Đọc thầm qua một lần Đọc chú chẳng sanh ba lần tiếp đó là đọc thầm thánh hiệu a di đà phật cảm thấy tương đối là có sự đắc lực nhưng đại đa số tình huống khi niệm thầm kinh a di đà một biến kinh còn chưa đọc tụng xong thì tự động đã đổi thành niệm sáu chữ hồng danh rõ rõ ràng ràng không nhanh không chậm trầm tĩnh nhẹ nhàng Phần hiệu lúc này là tự đề khởi Loại niệm Phật này có phải là bất niệm tự niệm Mà trên sách đã nói hay không? Không phải vậy, không phải là bất niệm tự niệm Việc này không nên hiểu lầm Đây là công phu niệm Phật của bạn vừa mới được đắc lực Là một hiện tượng tốt Bất niệm tự niệm cái công phu đó rất cao Bạn còn cách đó rất xa, rất xa cái bất niệm tự niệm này giống như chúng ta đi học vậy giống như học lớp chiến sĩ vậy còn chúng ta hiện nay là đang học lớp mẫu giáo chưa thể đạt được cảnh giới đó chân thật đạt đến cảnh giới bất niệm tự niệm thì bạn sẽ không hỏi tôi câu này tâm của bạn hoàn toàn thanh tịnh hơn nữa đích thực là một cái vọng niệm cũng đều không có cho nên bạn hiện tại vẫn là còn có vọng niệm, vẫn còn nghi hoặc, vẫn còn đến hỏi tôi. Vậy thì công phu của bạn vẫn chưa đạt đến đó, nhưng mà đó là cảnh giới tốt, loại cảnh giới này dường như người niệm Phật đều có, đều đã từng trải qua, đều có cảnh giới này, hy vọng cảnh giới này có thể duy trì được thì tốt, nhưng mà cũng không nên chấp trước nó, không nên quá áp chế, chấp cái tướng này, dùng hết tâm trí thì sẽ gây ra phiền phức gọi là ma chướng hiện tiền bạn không thể để ý đến nó là được rồi trước khi niệm phật mà niệm một bộ kinh mục đích là định tâm cho nên phải nhất tâm sinh niệm kinh vô lượng thọ đã dạy chúng ta nhất hướng chuyên niệm nhất tâm vào một phương hướng như vậy thì mới có thể đạt được hiệu quả cho nên thông thường đại chúng ở cục nhau khi niệm phật thường tụng một quyển kinh niệm chú giảng sanh ba lần là để tâm định trở lại cái công phu này tương đối dễ đắc lực nếu như tâm rất thanh tịnh không có tạp niệm thì thì kinh và chú đều không cần phải niệm nữa cho nên tác dụng của nó là ở chỗ này vấn đề thứ hai có lúc niệm phật cũng niệm được thanh tịnh đột nhiên tự động lưu xuất ra một đoạn kinh văn của kinh a di đà hoặc là kinh văn của đại kinh hoặc là khi là một đoạn của chú đại bi lúc này nên tùy thuận theo tự nhiên là thuận theo đoạn kinh văn lưu xuất ra mà đọc rồi sau đó niệm phật hay là khi phát hiện lúc niệm phật mà lưu xuất ra Kinh văn Thì phải lập tức ngưng lại Và Đề khởi lại việc niệm Phật Cái ý bạn hỏi tôi hiểu Ở trong tình huống như vậy Phải nên Chuyên tâm chú ý Ở trên câu Phật hiệu Kinh văn cứ mong men xuất hiện Thì đây là một loại tạp niệm Không để ý đến nó là được rồi Nó khởi dậy thì cứ mặc nó Khởi lên là kinh văn cũng được Khởi lên là ý niệm khác cũng được Đều không nên quan tâm tới nó Cứ chuyên trú vào câu Phật hiệu Thời gian lâu rồi thì công phu sẽ đắc lực loại tình hình này liền sẽ không còn nữa đây vẫn là trong lúc niệm phật công phu của bạn không chế phục được tập khí đều là tập khí phiền não cho nên mới có hiện tượng này vấn đề thứ ba khi tọa thiền niệm phật cảm thấy như nhập được vào cảnh giới lúc này trên đỉnh đầu như có ánh sáng mãnh liệt của mặt trời đang chiếu vào trên thực tế thì ánh sáng của mặt trời ngày hôm đó cũng là như vậy ánh sáng quá mạnh cho nên mở mắt ra thì cũng phải nhắm mắt lại là một loại ánh sáng rất mạnh giống như mặt trời xin hỏi sư phụ thì loại ánh sáng này là phật quang hay là ma quang nếu bạn không để ý đến nó thì sẽ không có việc gì ở trên kinh phật đã nói với chúng ta phật quang là dịu dàng và mát mẻ chiếu vào thân thể thì vô cùng dễ chịu còn ánh sáng của ma thì mạnh và nóng giống như là ánh sáng mặt trời vậy rất khó chịu việc này phải nên biết phật quang thì mát mẻ như mặt trăng như ánh sáng mặt trăng vậy cũng là rất mạnh nhưng rất là mát mẻ nó không phải là ánh sáng nóng bức không chói mắt ánh sáng của ma thì chói mắt ánh sáng của ma thì chói chang như ánh sáng mặt trời vậy nhưng mà không nên để ý đến nó dù là phật quan hay là ma quan thì cũng không cần phải để ý đến nó vì thì sẽ không có chuyện gì không nên bị ảnh hưởng bởi nó vấn đề thứ tư là trong phương pháp tự cứu thân trung ấm có viết con người sau khi chết đến ngày thứ tư thì có a di đà phật phóng hồng quan tiếp dẫn người chết cũng có sách lại viết là a di đà phật phóng bạch quan tiếp dẫn vì không biết là rốt cuộc thì a di đà phật sẽ phóng loại quan nào để tiếp dẫn chúng ta đương nhiên Niệm Phật công phu Thuần thục Khi dứt hơi thở Thì lập tức được Phật tiếp dẫn đi Không có loại ấm thân này Nhưng mà ngộ nhở công phu không đủ Cái vấn đề cần phải làm rõ thì mới được Xin mời Sư Phụ khai thị Bình thường phải dụng công nhất định phải dụng công công phu không đắc lực nguyên nhân thứ nhất chính là bạn không thể buông xả chân thật có thể buông xả vạn duyên vậy thì làm sao mà có đạo lý không đắc lực được chứ cho nên đầu tiên chúng ta phải nhìn thấu cái thế gian này thế gian này hết thảy là hư huyễn không thật không có một chút gì đáng để cho chúng ta lưu luyến trước tiên là cần phải nhìn thấu sau đó bạn mới có thể chân thật buông xả thì công phu tự nhiên sẽ đắc lực đây là phương pháp ổn thỏa nhất không nên đợi đến thân trung ấm trung ấm là một việc không đáng tin cậy vô cùng không nên tin cậy vào nó Mật tông tuy là có cách nói này Trong hiển giáo thì không dùng đến Cho nên chúng ta học Phật Chân thật phải y theo giáo huấn của Tổ sư Đại Đức Ở thời cận đại thì Ấn Quang Đại Sư là Đại Thiện Tri Thức số bộ Thường hay nhìn thấy trong văn sau của Ngài Ngài có nói Ngài đã giải đáp cho chúng ta những vấn đề này Rất đáng để cho chúng ta làm tham khảo Nhất định phải chuyên tâm, xưng niệm Phát bộ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm thì được Vấn đề thứ năm Người sơ học Phật Đọc tụng Kinh Kim Cang rất thanh tịnh Trước khi đi ngủ mà tụng Kinh Kim Cang sau khi tụng xong Thì lập tức ngủ Trong giấc mơ Phật ở trên kinh Đã phóng đại quan Chiếu rọi con Lập tức liền hiểu được Ý nghĩa và nội dung Của ánh sáng Khiến cho con trước khi Đọc kinh Kim Cang Phải niệm chân ngôn sau khi tỉnh dậy liền đi thỉnh giáo sư phụ Mới biết được quả nhiên là như vậy phải nên đọc tịnh tam nghiệp chân ngôn trước đây mới có thể đọc tụng kinh văn đây là chứng tỏ con có cái duyên với kinh kim cang phải không ạ à? không sai là có duyên phận nhưng mà không nên chấp tướng kinh kim cang là phá hết thảy vọng tưởng chấp trước từ trong sự phân biệt chấp trước của bạn Thì thấy là bạn không tương hợp Không tương ưng với giáo nghĩa của Kinh Kim Cang Nếu như tương ưng với Kinh Kim Cang Thì sự việc này là mộng huyễn bào ảnh Bạn còn hà tất gì phải viết giấy này để hỏi tôi Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh cho nên sự việc hiện tiền cũng được Là trải qua rồi cũng được Trong tâm không để lại một dấu vết nào Thì đây là giáo nghĩa của Kinh Kim Cang Đến vấn đề thứ sáu là Việc đọc tụng Đại Kinh Thì cứ hay có người đến thăm Có lúc một ngày Có mấy lượt người đến Thậm chí có ngày Đã thấp đến bốn cây trường hương mà cũng không thể đọc tụng được hết một lần quyển Đại Kinh. Lúc mới bắt đầu mỗi ngày tụng được bốn năm lần, vì sau thì không còn dám tụng nữa. Vừa bắt đầu tụng thì có người đến. Tình trạng này đã tồn tại và kéo dài hơn sáu năm nay. Tình trạng như vậy thì phải làm sao đây ạ? À? phải nên có sự bền lòng ở nơi này có một vị là cư sĩ lưu liên tâm từ bên houston đến cư sĩ lưu ở tại houston kinh doanh một nhà hàng bình thường công việc vô cùng bận rộn ông tụng kinh vô lượng thọ Ba tháng mà tụng được 500 lần Bộ kinh đã có thể hoàn toàn đọc thuộc lào Không đọc sai một chữ nào Cho nên vấn đề Là ở chính mình phải có lòng tin kiên định Kinh văn mới đầu đọc thì còn lạ lắm Hầu hết mọi người có thể phải mất hai giờ đồng hồ để đọc một lần sau ba tháng thì một lần đọc chỉ cần một tiếng rưỡi đồng hồ, sau nửa năm thì nhất định chỉ cần một giờ đồng hồ là có thể đọc hết quyển kinh. Nếu như có thể đọc được rất thuộc mà nói đại khái chỉ cần ba mươi đến bốn mươi phút, giống như họ thì hoàn toàn có thể chỉ đọc trong ba mươi phút. vậy thì sẽ không thể bị bất cứ một điều gì làm cản trở bạn đọc tụng đại kinh mà vẫn bị việc khác làm quấy nhiễu thì chứng minh tâm chưa thanh tịnh còn một vị đồng học này hỏi là khi đọc tụng kinh vô lượng thọ thì có cảnh giới không khởi vọng tưởng được khoảng nửa giờ đồng hồ Nhưng cảnh giới này lại không thể kéo dài được lâu Xin hỏi sư phụ có cách nào để kéo dài được hay không? Bình thường khoảng 45 phút Không niệm ra tiếng hoặc niệm nhỏ Trong thời gian ngắn Trong tâm được thanh tịnh 35 đến 40 phút xin hỏi sư phụ có phương pháp nào hay không việc này lúc nãy tôi đã nói qua chính là phải thuộc sau khi thuộc rồi thì tự nhiên sẽ có thể thực hiện được cho nên việc đọc kinh thì phải nên biết nó là đồng thời hoàn thành tam học giới định huệ là một phương pháp Dụng công Vô cùng thù thắng Trong hiện giáo Phương pháp này Là do Thích Ca Mâu Ni Phật Tự mình đề xướng Dạy bảo đại chúng Đọc tụng Đọc Xem quyển kinh thì gọi là đọc không xem quyển kinh thì gọi là tụng tụng nghĩa là đọc thuộc lòng bạn xem rất nhiều rất nhiều kinh luận phật đều khuyên bảo chúng ta từ tịnh nghiệp tam phước phần sau cùng có đọc tụng đại thừa những tổ sư đại đức xưa nay vậy chúng ta càng lấy cái phương pháp này làm chủ yếu tu định tu huệ đọc tụng như pháp đây chính là trì giới các vị nên hiểu tinh thần của giới luật chính là chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành cho nên khi chúng ta nói đọc kinh không những là thân khẩu không tạo nghiệp Mà ý niệm cũng không tạo nghiệp Bạn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến kinh văn Chư ác mạc tác đương nhiên có ở bên trong đó rồi Đây là cảnh giới tiểu thừa Hết thảy liền có đầy đủ rồi Đạo lý cảnh giới phương pháp ở trong kinh điển hết thảy giáo huấn Đều là thiện pháp Thù thắng nhất Trong thế xuất thế gian Cho nên khi chúng ta đọc tụng Chính là chúng thiện phụng hành Cho nên các vị phải hiểu được cái này Chúng ta học giới Giới luật vô cùng viên mãn Trong thời gian ngắn Thì phương pháp tốt nhất Chính là đọc kinh đọc kinh phải nhất tâm nhất tâm chính là chuyên tâm chuyên tâm chính là tu định trong tâm không xen tạp một vọng niệm nào cho nên trong lúc đọc kinh mà đột nhiên lại xuất ra câu phật hiệu đây là xen tạp vọng niệm chứng tỏ bạn không có định công lúc niệm phật mà đột nhiên là xuất ra kinh văn vậy thì cũng là không có định công cũng chính là nói công phu của bạn chưa thể chế phục được tập khí cái tập khí này là tập khí tốt nhưng tập khí tốt cũng không được nó cũng phá hoại công phu của bạn rồi Nhưng mà chúng ta dẫu sao cũng là phàm phu Công phu không đến nơi đến chốn Ấn quan Đại Sư Ở trong văn sau thường hay nói Tu hành 3 năm, 5 năm Đó là người tu hành rất chăm chỉ và nỗ lực Trong thời gian một cây nhang Ở bên Trung Quốc gọi là trường hương Một cây nhang là một tiếng rưỡi đồng hồ Hoặc là niệm Phật cũng được Hoặc là tụng kinh cũng được nếu vẫn còn năm sáu cái vọng tưởng Cái công phu này cũng xem như là không tệ Nếu như trong thời gian một cây nhang Mà không có một vọng tưởng nào hết Thì, thì công phu của bạn đã thành thục rồi Cho nên vọng tưởng nổi lên thì đừng sợ Phải nên biết chúng ta là phạm phu Tập khí từ vô thì kiếp đến nay Cổ đức thường hay dạy chúng ta Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Thế nào là giác Vọng tưởng khởi lên Thì không nên để ý đến nó Không quan tâm Căn bản là không đem nó Làm thành một sự việc gì cả Sau đó từ từ Vọng tưởng sẽ dần ít đi Nếu như có vọng tưởng khởi lên Bạn thường hay nghĩ tôi vẫn còn vọng tưởng Lại suy nghĩ đến một sự việc Ở trong cái vọng tưởng đó Vậy thì phiền phức lớn rồi Vọng tưởng của bạn không những không đoạn dứt được mà còn thường tăng lên thêm Nó không giảm bớt đi Cho nên căn bản là mặc kệ nó Cho nên độc tụng là tu định Thiền tông khi sơ học Là gọi xếp bằng quay mặt dọc dắt tu định Trong hiển giáo là dùng phương pháp độc tụng để tu định Mà cái phương pháp này đích thực là Có chỗ thù thắng của nó Đọc kinh đồng thời cũng là tu huệ Chúng ta đem bộ kinh này từ đầu đến cuối Từ như thị ngã văn đến tính thọ phụng hành Không đọc sai một chữ nào Không đọc sót một câu nào Đây là tu huệ Liễu liễu phân minh Cho nên đọc tụng là trong một lần hoàn thành Tam học giới định huệ Đương nhiên thời gian của bạn là càng dài càng tốt Nếu như kinh mà đã thuộc rồi Thí dụ như kinh vô lượng thọ Có thể đọc thuộc lào rồi Họ đọc một lần có thể chỉ cần 30 phút Nếu như thời gian dài một chút Thì họ có thể tu 2 giờ đồng hồ Vậy thì họ tụng được 4 lần Niệm được 4 lần Nếu như thời gian dài thêm một chút nữa họ niệm sáu lần thì hết ba giờ đồng hồ có thời gian thì nên tu hành như vậy đây là trong một lần mà hoàn thành được tam học giới định huệ có thể đọc thuộc lòng thì sẽ vô cùng thuận tiện bạn có thời gian lại tìm được chỗ không có người bạn đi kinh hành đi tản bộ Tán bộ thì đọc tụng kinh điển. Vào lúc này thì không có ai làm gián đoạn. Tự mình nhất định phải tìm cho chính mình hoàn cảnh để tu học, chân thật dụng công nỗ lực. Hôm nay thời gian đã hết rồi, A Di Đà Phật. vọng tây cư sĩ a gmail.com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật